Xin chào anh chị và các bạn. Tôi Đinh Ngọc đây. Hôm nay tôi Đinh Ngọc lướt web và thấy một cái nội dung vô cùng đặc biệt nên tôi Đinh Ngọc sẽ làm một cái video chia sẻ về cái nội dung này. Đó là một vị quan chức của Trung Quốc có phát biểu rằng 1,4 tỷ dân của Trung Quốc cũng không thể lấp đầy số lượng nhà ở cũng như căn hộ tại nước này. Và thị trường Trung Quốc nó là một thị trường nó đi trước thị trường bất động sản tại Việt Nam khoảng 30 năm. Và đôi khi những cái diễn biến tại thị trường Trung Quốc nó sẽ xảy ra trước ở Việt Nam từ 6 tháng đến 1 năm. Và ở cái video này thì tôi Đinh Ngọc chia sẻ dựa trên những cái hiểu biết còn hạn hẹp của mình, cũng rất là mong những anh chị đang xem video đây sẽ chia sẻ những cái quan điểm của anh chị về cái chủ đề này. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi Đinh Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Đinh Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ tôi Đinh Ngọc và đội ngũ Team Colin. Và ở trên bài báo thì vị quan chức này đưa ra một cái thông tin, đó là 1,4 tỷ dân cũng không thể lấp đầy cái số lượng nhà ở cũng như căn hộ dư thừa tại nước này. Và theo những con số thống kê thì có lên đến 684 triệu mét vuông sàn. Và con số này chưa bao gồm những cái sản phẩm dở dang hay là những cái sản phẩm đã bán rồi và cho những cái người khách hay là những người chủ của những cái bất động sản đó. Tuy nhiên những cái bất động sản này thì không có được sử dụng. Và chúng ta thấy rằng ở Trung Quốc có hiện tượng đó là những thành phố ma. Và hiện tại cái vấn đề dư thừa của Trung Quốc đó thì mình nhìn người thì mình nghĩ đến ta. Và Tôn Đinh Ngọc sẽ cùng trao đổi với anh chị để mình có thêm những cái góc nhìn, để chúng ta có thêm những cái kiến thức, để chúng ta có những cái kết quả đầu tư trở nên thành công hơn, giúp cho bản thân, gia đình và có thể anh chị và các bạn làm những cái điều ý nghĩa cho xã hội. Chúng ta sẽ sơ lược một chút về thị trường bất động sản Trung Quốc. Đối với thị trường bất động sản Trung Quốc, theo quan sát của Tôn Đinh Ngọc, từ giai đoạn 2016 đến giai đoạn 2021 thì thị trường phát triển, và từ 2021 đến bây giờ thì khá là khó khăn. Sau khi chính phủ Trung Quốc thực hiện cái chính sách ba làn ranh đỏ thì rất là nhiều cái chủ đầu tư phải phá sản hoặc đứng trên bờ vực phá sản. Ví dụ như chủ đầu tư Evergrande đã nộp đơn xin phá sản. Thứ hai đó là những cái chủ đầu tư như Country Garden. Và đối với nhiều người dân Việt Nam, chúng ta cũng đang đầu tư ở bên dự án Forest City của chủ đầu tư này tại Malaysia. Và cũng thật là rủi ro cho những anh chị đã đầu tư tại đây. Thì đó là cái quan điểm của Tôn Đinh Ngọc. Cũng rất là mong những anh chị mà có đầu tư bên đây rồi thì mình sẽ comment xuống, hoặc là mình biết được những cái thông tin gì hay thì mình sẽ chia sẻ phía dưới. Bên Trung Quốc là vậy. Còn đối với thị trường bất động sản Việt Nam thì Tôn Đinh Ngọc chia sẻ dựa trên cái cách chia của mình, thì có những cái sản phẩm trong nội đô, ngoại ô và những cái sản phẩm ven biển. Thì đối với những cái sản phẩm ở trong nội đô thì Tôn Đinh Ngọc quan sát rằng những cái sản phẩm này nó sẽ là không bao giờ dư thừa. Trong nội đô thì có những cái sản phẩm cao tầng như những căn hộ chung cư, hoặc là thấp tầng thì có thể là nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, bộ tiết villa hoặc là những cái tên gọi khác. Còn đối với những cái sản phẩm vùng ven thì đương nhiên thì nó cũng sẽ có nhà phố rồi. Nhưng Tôn Đinh Ngọc sẽ chia theo hai dạng, đó là dạng đất theo cái diện tích nhỏ và đất theo cái diện tích lớn. Đất theo diện tích nhỏ có nghĩa là những cái khu phân lô bán nền có diện tích từ 100 đến 200 mét vuông, có thể là 5 x 20, 5 x 30 hoặc 5 x 50 gì đó. Thứ hai đó là đất có diện tích lớn thì có thể ở đây. Mục đích đất có thể là đất, một phần đất ở, một phần đất cây lâu năm với diện tích từ 1.000 mét đến một vài hect đến vài chục hect hoặc cả trăm hect. Thì đương nhiên một vài hect thì đó là những câu chuyện liên quan đến cái bất động sản gắn liền với nông nghiệp, hoặc là liên quan đến câu chuyện liên quan đến an ninh lương thực. Và chúng ta thấy rằng cái trend về an ninh lương thực dẫn đến những cái bất động sản nông nghiệp có diện tích lớn, và đặc biệt đối với những cái bất động sản trong khu vực phía Nam thì có khái niệm đó là đất cây lâu năm. Và đất cây lâu năm nó là cái điều tôi Ngọc thấy nó rất là tuyệt vời, tại vì đất này có cái khả năng chuyển đổi mục đích. Và nó sẽ tùy vô cái câu chuyện quy hoạch, hoặc là tùy vô từng cái cục đất, hoặc là tùy vô từng cái địa phương để mình có những cái câu chuyện
Đối với quan điểm của Tô Đình Ngọc thì cái đất nền diện tích nhỏ nếu mà không phải gần dân hoặc không có cái giá trị cho thuê thì Tô Đình Ngọc thấy rằng Tô Đình Ngọc rất là ít khi đầu tư vô những cái dạng này, bởi vì cái giá trị của cái loại đất này thì chúng ta chỉ mong chờ vào cái câu chuyện rằng cái địa phương nó phát triển, cái khu vực nó phát triển để chúng ta mong chờ vào lại vốn, còn dòng tiền để mà khai thác ở trên đất thì nó khá là khó khăn. Và tôi Ngọc thường đầu tư những cái dạng bất động sản với những cái chiến lược diện tích lớn, giá rẻ, vị trí tiềm năng, hoặc là những cái bất động sản nó có cho mình cái dòng tiền cho thuê thì mình sẽ đầu tư vào những cái dạng bất động sản này. Và hiện tại thì theo những quan sát của Tô Đình Ngọc thì những cái bất động sản này thì nó cũng gần như nó chưa bị ế. Còn đối với những cái bất động sản ven biển thì Tô Đình Ngọc có đi từ Bắc và Quảng Ninh vô đến Phú Quốc thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái bất động sản ven biển, những cái căn shop house, những căn biệt thự biển xanh xanh đổ đổ vàng vàng thì hiện tại đang ế và nó không có người thuê. Và anh chị và các bạn có thể đọc ở trên báo VN Express đưa ra một cái tiêu đề, đó là hơn 70.000 căn condotel biệt thự biển đang ế, và ở trong số này thì có 42.000 căn condotel. Và bây giờ một vài cái chủ đầu tư sẽ chuyển sang thành cái dạng gọi là căn hộ biển. Và cái khái niệm căn hộ hay là condotel thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái pháp lý của nó như thế nào, pháp lý của nó thì nó có phải là sở hữu vĩnh viễn không, hay là cùng là căn hộ đó thì nó có thời gian sử dụng. Khi mà đi đầu tư những cái dạng bất động sản dự án, khi mà ra sổ thì chúng ta mới biết chính xác. Còn đối với trong quá trình làm dự án thì chúng ta được những cái chuyên viên tư vấn, và đối với những chuyên viên này có thể là họ biết, hoặc có thể là họ không biết, hoặc có thể là vì cái lý do gì đó, thì đôi khi chúng ta phải hiểu về cái pháp lý của dự án thì chúng ta mới biết chính xác cái căn hộ đó của chúng ta nó là sở hữu vĩnh viễn hay là những cái sản phẩm có thời hạn. Và những cái sản phẩm có thời hạn thì nó sẽ không được cái thị trường nó ưa chuộng nhiều như những cái sản phẩm gọi là sở hữu vĩnh viễn. Và ở trong bài báo đó thì chúng ta thấy rằng đối với cái loại hình thấp tầng hay là những cái loại hình shop house, biệt thự biển, hoặc là những cái dạng như những cái đất nền đợi xây sẵn của những cái chủ đầu tư dọc cái biển ở Việt Nam thì đã tồn kho lên đến 30.000 sản phẩm, trong đó có 15.000 căn biệt thự biển. Và mình đưa ra, mình cùng phân tích, mình bây giờ là những nhà đầu tư, và nhà đầu tư thì quan trọng nhất của kết quả đầu tư nó sẽ như thế nào. Và đối với Tô Đình Ngọc đưa cho anh chị và các bạn một vài con số như sau. Thì đối với những cái căn condotel thì nó có cái vùng giá từ 30 triệu đến 150 triệu một mét vuông. Còn đối với những cái biệt thự biển thì nó đâu đó nó rơi vào trên dưới 1 triệu đô, thậm chí có những cái căn lên đến 2 3 triệu đô là ở ngoài Phú Quốc. Và chúng ta sẽ hiểu rằng ai sẽ là cái người mua những cái bất động sản này. Nếu như mình suy nghĩ rằng với 100 triệu dân, sức cầu 100 triệu dân, ngoài ra kiều bào ở khắp nơi trên thế giới hay là những cái quỹ này quỹ kia về đầu tư những cái bất động sản ven biển như vậy thì nó sẽ hấp thụ hết, thì đó là câu chuyện nó rất ngây thơ. Nếu mà nó đã hấp thụ hết thì nó đã hấp thụ hết rồi, còn bây giờ nó ế thì thực ra là nó có vấn đề. Và đối với những cái đầu tư những cái bất động sản ven biển thì chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý. Đối với những cái biển như chúng ta quan sát thấy, những cái nơi biển mà nó phát triển được về kinh tế du lịch thì chúng ta thấy rằng những cái nơi như ngoài Bắc thì có Quảng Ninh, ở miền Trung thì có Nha Trang, trong miền Nam thì có Bà Rịa Vũng Tàu, thì chúng ta thấy rằng đối với những cái đặc điểm của những cái nơi mà phát triển về kinh tế du lịch phát triển được thì luôn luôn có những cái tuyến đường loại A với những cái bãi biển cộng đồng nó đủ lớn đủ dài, đủ lớn đủ dài như những cái ở Thanh Hóa Tô Đình Ngọc thì có những bãi biển Sầm Sơn, thì cái chiều dài của những cái mặt đường loại A ở khu vực đó nó dọc theo đường ven biển thì nó phải dài từ 1 cây đến 2 cây số,
Thì như vậy với gọi là một cái bãi tắm cộng đồng nó đủ lớn để nó phát triển được cái kinh tế du lịch biển. Hay như ở ngoài Nha Trang thì nó là những cái câu chuyện như đường đường Trần Phú thì phải, mặt tiền của đường Trần Phú. Tôi Ngọc cũng ra Nha Trang khá là nhiều rồi. Tuy nhiên là cái mặt tiền đường ven biển đó có thể là tôi Ngọc nhớ nhầm. Tôi Ngọc nhớ đâu đó thì là đường Trần Phú. Và cái câu chuyện mình hiểu rằng ở những cái nơi mà để mà cái kinh tế du lịch biển nó phát triển được thì nó phải là cái nơi mà nó hút được cái lượng cộng đồng nhiều người ở nhiều nơi đến, có thể là người có thể sử dụng cái dịch vụ 300.000 một đêm, có người thì 500.000 một đêm, người thì 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu hoặc vài chục triệu một đêm, và nó phải có cái sự đa dạng như vậy thì những cái nơi đó thì tôi Ngọc thấy rằng du lịch nó sẽ phát triển. Và mình quay lại cái câu chuyện ở Phú Quốc. Phú Quốc thì tôi Ngọc thấy rằng Phú Quốc nó là một cái hòn đảo vô cùng xinh đẹp, đâu đó rơi vào khoảng 60 km vuông, và đặc biệt ở trên Phú Quốc thì nó là rừng nguyên sinh cộng với lại dòng sông nước ngọt, thì đó là cái điều tuyệt vời của Phú Quốc. Tuy nhiên đối với những cái trục đường, ví dụ như trục đường Trần Hưng Đạo, những cái mặt tiền đường gọi là A cộng của Phú Quốc thì hiện tại đã bị những cái dự án hoặc những cái khu resort họ đã phủ kín hết những cái mặt tiền đẹp của những cái nơi như vậy rồi. Và để mà phải thật là tinh mắt thì chúng ta mới thấy được những cái bãi tắm hoặc những cái gọi là kiểu như là trong phố ấy, gọi là mặt tiền thụt của những cái bãi biển mà chúng ta có thể chui ra chúng ta tắm được. Và đối với những cái nơi như Phú Quốc, không biết những cái câu chuyện sau này ở bên những cái khu vực mà chưa có khai thác, chưa có phát triển nhiều thì họ có làm những cái con đường ven biển như vậy hay không. Còn đối với hiện tại thì tôi Ngọc thấy rằng đó là một cái điều nó khá là khó khăn của Phú Quốc. Và chúng ta thấy đối với Phú Quốc thì ở Bắc đảo và Nam đảo, thì đối với Nam đảo khi mà tôi Ngọc ra thì thấy rằng có thể là do ảnh hưởng Covid, hoặc có thể ảnh hưởng tình hình kinh tế, có thể ảnh hưởng bởi tình hình chiến tranh Nga Ukraine, hay là Trung Quốc mãi ngày mùng 8 tháng 1 thì họ mới mở cửa cho sang du lịch. Thì cái câu chuyện tôi Ngọc thấy rằng đối với những cái căn shop house đây gần như là không có người khai thác, hoặc trước đó đã có người khai thác sử dụng, tuy nhiên họ cầm lỗ không được hoặc họ vận hành không nổi nên họ phải bỏ của chạy lấy người. Còn ở trên Bắc đảo thì chúng ta thấy rằng cũng hoạt động cũng khá là nhộn nhịp. Đối với Bắc đảo thì ông Vên thì sẽ có những cái hệ sinh thái đi kèm như sân golf, Safari, khu casino, hay là những cái câu chuyện liên quan đến những cái shop house ở trên khu Bắc đảo. Thì khu Bắc đảo thì Tôn Ngọc đánh giá nó có một cái cộng đồng và có những cái câu chuyện, nên khu Bắc đảo thì nó cũng sẽ phát triển được. Và tuy nhiên nếu mà để mà phát triển rực rỡ được thì mình cũng phải cần cái sự phục hồi kinh tế, hoặc cần cái điều kiện đó là những cái người dân trong nước mình sẽ giàu lên. Và cái câu chuyện đó thì chúng ta phải đợi, chứ hiện tại ở những video trước thì tôi Ngọc phân tích thì hiện tại cái kinh tế của mình đối với vấn đề trong nước thì khá là ok. Trong nước thì hiện tại thì nó chỉ liên quan đến câu chuyện về tỷ giá và thu hút những cái đầu tư của khối ngoại thôi, và còn lại thì đối với những cái chính sách trong nước thì nó rất là tuyệt vời. Và đa phần những cái khó khăn của hiện tại thì nó đến từ yếu tố quốc tế, yếu tố bên ngoài. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái bất động sản mà nó là những cái căn condotel hay là những cái biệt thự biển thì nó có phải là nhu cầu thiết thực không? Tôi Ngọc quan điểm là nó không phải là nhu cầu thiết thực, mà nhu cầu ở đây là nhu cầu mình sử dụng, mình tự khẳng định bản thân mình, hoặc giống như kiểu như theo tháp nhu cầu của Maslow thì ít nhất này nó cũng phải ở cái cấp độ số 4 hoặc là cấp độ số 5, chứ nó cũng không phải là những cái nhu cầu thiết thực lắm. Và hiện tại thì nó tồn kho như vậy vì cái vấn đề gì? Vì cái vấn đề đó là giá nó cao. Và thậm chí chúng ta thấy rằng ở bên Trung Quốc có những chủ đầu tư nó phải là bán một tặng một. Thì để mà giải quyết được những câu chuyện như vậy thì
nó phải là có những cái chính sách về giá nó đủ tốt, hoặc là nó chia nhỏ cái dòng tiền ra. Và đương nhiên thì đối với mỗi một cái dự án thì nó sẽ có những cái dự toán về tài chính, mà để mà bán một tặng một nữa thì thực ra câu chuyện đó thì tôi Ngọc nghĩ rằng nó cũng cũng gần như là nó cũng không thể, tại vì mỗi một dự án thì có những cái dự toán, và đối với những cái dự toán đó thì nó cũng sẽ là những cái cam kết với những cái cổ đông góp vốn vào dự án, hoặc là những cái câu chuyện khác. Thì Tuấn Ngọc không ở trong cái dự án đó thì Tuấn Ngọc cũng không thể biết chính xác được, nhưng Tuấn Ngọc hiểu rằng để mà giảm kiểu như mua một tặng một thì Tuấn Ngọc thấy rằng nó không có. Và Tuấn Ngọc sẽ quay lại cái vấn đề đó là mình là nhà đầu tư thì quan trọng gì, đầu tư xong mình ra đấy mình ở hay là mình sử dụng. Nếu mà mình mua để mình sử dụng thì Tuấn Ngọc không nói ở trong cái video này. Và Tuấn Ngọc biết rằng ở cái kênh của Tuấn Ngọc cũng có rất là nhiều bạn bè làm ở những cái sản phẩm như biệt thự biển hoặc condotel, thì các bạn sẽ nhìn ở cái video này ở một cái góc độ tích cực, chứ không phải là Tuấn Ngọc gọi là gym hàng của những cái loại sản phẩm này. Và Tuấn Ngọc nói dựa trên những cái quan điểm là những cái nhà đầu tư vô để mà mình gọi là mang về kết quả về tài chính để giúp cho bản thân, giúp cho gia đình. Thì mình sẽ hiểu rằng đối với những cái bất động sản nó 1 triệu đô, 1 triệu đô thì mà tồn kho đến 30.000 sản phẩm, thì mình hiểu rằng một là những cái ông đã giàu sẵn rồi, ông phải bỏ tiền ra ông mua tiếp. Hai là kinh tế Việt Nam nó phát triển một cách thần kỳ và nó xuất hiện khoảng 30.000 triệu phú đô la mới. Và chúng ta phải hiểu rằng nếu mà những anh chị mà để mà an toàn về tài chính thì ít nhất phải có tầm 3 triệu ở trong gọi là nội đô, thì hãy mua ra ngoài đảo hoặc là ngoài bờ biển như vậy 1 triệu đô về cái những cái bất động sản để mình khẳng định mình là ai với cuộc đời, hoặc là những cái bất động sản ven biển như vậy. Chứ còn nếu mà mình mà bây giờ mà mình có ví dụ bây giờ có 1 triệu đô đi, thì anh chị và các bạn bỏ những cái tài sản ở trong nội đô rồi, thì anh chị và các bạn có dám để vì cái nhu cầu khẳng định bản thân như vậy, vì cái nhu cầu thể hiện tôi là ai với đời như vậy, để mình mua một cái bất động sản là 1 triệu đô và mình sẽ dùng 70% đó là đoạn bẩy vay ngân hàng. Thì nếu mà một cái căn mà 20 tỷ đi, mình bỏ ra 5 tỷ, mình vay 15 tỷ, thì xin thưa với anh chị và các bạn, nếu mà với một cái câu chuyện Tôn Ngọc tính sơ sơ, anh chị và các bạn vay ở trong cái câu chuyện là 20 năm trên 20 năm, thì mỗi một tháng là 1% là tiền lãi đi, và 0,5% là tiền gốc, thì đâu đó là 1,5%. Thì xin thưa là anh chị và các bạn, mỗi một tháng anh chị và các bạn sẽ phải trả là 225 triệu cả gốc cả lãi. Và liệu cái bất động sản nữa của anh chị cho thuê hay là có những cái cam kết gì đó có giúp anh chị kiếm được 225 triệu một tháng ở trong một cái chiều dài thời gian 10 năm, 20 năm không? Còn đương nhiên ví dụ có thể là đang còn thời hạn cam kết, đang còn thời hạn ấy, thì những chủ đầu tư mà còn uy tín, còn tiền thì họ sẽ thực hiện theo cái cam kết. Còn đôi khi chúng ta thấy những cái dự án như Quả Quả Bay, Coco Bay và có Rick Ryan, Ronaldo quảng cáo thì họ bùng luôn, thì đâu đâu có trả đâu. Và cái câu chuyện là mình đầu tư những cái sản phẩm này thì hỏi cái thị trường chuyển nhượng có tốt không? Thị trường chuyển nhượng thì tôi Ngọc xin thưa đối với những cái sản phẩm này nó là sản phẩm tài chính và những cái sản phẩm khá là xa xỉ rồi, thì thị trường chuyển nhượng nó là khá khó khăn. Chủ đầu tư đang lo đi bán hàng của chủ đầu tư đang còn ế, lấy đâu ra khách đâu mà để mà mình chuyển nhượng được. Và cái câu chuyện đó là Tô Đình Ngọc ví dụ như đi đầu tư thì Tô Đình Ngọc sẽ lựa chọn những cái sản phẩm gọi là rẻ nhất của thị trường. Thì đây là Tôn Ngọc chia sẻ cái kinh nghiệm của Tôn Ngọc thôi. Còn đương nhiên anh chị và các bạn đang xem video đây có rất là nhiều có những người có kinh nghiệm, hoặc là họ anh chị và các bạn thành công trong cái quá trình đầu tư bất động sản rồi, thì anh chị và các bạn hãy sẵn lòng vui lòng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình xuống dưới. Ví dụ như Tôn Ngọc đi đầu tư thì thông thường Tôn Ngọc dân gian hay gọi là phân lô bán nền, thì mình đầu tư những cái lô đất nó có chiều dài mặt tiền nó lớn, và sau đó thì Tôn Ngọc chia nhỏ cái bất động sản mình ra
với cái mức giá là từ 300 đến 500 triệu hoặc dưới 1 tỷ. Và anh chị và các bạn phải hiểu rằng đối với bất động sản, cái tử huyệt của bất động sản nó là thanh khoản. Đôi khi anh chị và các bạn lời hoặc là được người môi giới báo là lời hoặc như thế này thế kia, nhưng lời hơi, anh chị các bạn hiểu lời hơi chứ, nếu mà mình lời mà mình không thanh khoản được thì làm gì. Và hai là cái trong cái lúc mà cái thị trường tốt mình không thanh khoản thì để cái lúc mà cái thị trường xấu mình phải cắt lỗ hay sao? Thì đấy là những cái câu chuyện mình phải hiểu và mình phải tính toán. Ví dụ như tôi Đinh Ngọc, mình bây giờ lấy con số trung bình đi, con số trung bình này là mang tính chất tương đối, một hình ảnh tương đối thôi. Nếu cái GDP của mình năm 2022 là 409 tỷ đô, với dân số mình là con số thống kê vừa rồi là hơn 100 triệu dân, thì trung bình mỗi một năm thì là đâu đó rơi vào khoảng 4.001 đô, nhân với cái tỷ giá mới thì là khoảng 100 triệu đi cho nó chẳng. Thì những cái vợ chồng nhà anh chị công nhân có thể làm 2 năm 3 năm có thể là mua được một cái lô đất của Tôn Ngọc rồi. Tuy nhiên nếu mà để mà mua một cái biệt thự biển đi, thì đây là mình nói con số là trung bình. Và Tôn Ngọc biết rằng ở trong cuộc sống cũng rất là nhiều anh chị có những cái thu nhập một năm rất là cao, có thể là 100 ngàn đô, 200 ngàn đô hoặc là hơn thế nữa, hoặc là thậm chí khoảng 1 triệu đô. Thì đó là Tôn Ngọc chia sẻ dựa trên cái thống kê trung bình đó thôi. Anh chị đang xem video đây, nếu mà có cái thu nhập cao như vậy thì đó là cái điều tuyệt vời, và anh chị và các bạn có cái kết quả đó thì Tôn Ngọc chúc mừng anh chị và các bạn. Thì để mà mua một cái bất động sản như những căn biệt thự biển như vậy với 20 tỷ thì Tôn Ngọc tính sơ sơ đâu đó với cái trung bình thu nhập như vậy thì phải là 200 năm. Và đâu đó thì những cái người mà sở hữu được những cái bất động sản biệt thự biển như vậy thì Tôn Ngọc thấy rằng nó gọi là cái phần trăm nhỏ của xã hội. Và những cái người này thì Tôn Ngọc đánh giá rằng họ là những người giỏi và những người tinh hoa với có khả năng để sử dụng được những cái bất động sản này. Còn nếu không thì mình phải đợi đất nước mình phát triển lên, ví dụ như như một Việt Nam siêu cường. Ví dụ hiện tại Tôn Ngọc tính rằng trung bình mỗi một năm cái tăng trưởng GDP của mình nó rơi vào khoảng 6% đi, thì với quy tắc 72 thì phải sau 12 năm thì mới x2 được cái GDP. Nếu mà tôi đọc tính sơ sơ khoảng sau 12 năm sau thì cái GDP của mình thì nó rơi vào cũng khoảng 800 tỷ đô. Thì khi đó thì đúng là cũng là một cái câu chuyện đó là Việt Nam cũng khá là siêu cường. Và lúc này thì những cái người mà giàu lên ở trong cái quá trình phát triển đó thì sẽ nhiều hơn. Và nếu mà cái giá mà giữ ở cái ngưỡng như thế này thì lúc đó thì cái cơ hội mà để thanh khoản, cơ hội mà để mua những cái bất động sản như thế này nó sẽ nhiều hơn. Và cái bài học của chúng ta rút ra ở trong quá trình này là gì? Đó là cái câu chuyện chúng ta đầu tư cái sản phẩm đó thì chúng ta phải biết ai là người mua cái sản phẩm đó để giúp chúng ta có lời. Và nếu mà mình không rõ được một cái chân dung cái người mà sẽ mua cái sản phẩm của chúng ta, hoặc là những cái câu chuyện về nó hơi mơ hồ một chút, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái câu chuyện là mình đầu tư xong rồi, mình thả ga rồi, nhưng có lùa được không thì đó là cái câu chuyện của chúng ta, câu chuyện của thị trường, câu chuyện của may mắn, và cũng là câu chuyện của cái vấn đề mình phải hội tụ rất là nhiều yếu tố. Và Tôn Ngọc cũng khẳng định là một lần nữa đối với bất động sản, tử huyệt của bất động sản vẫn là thanh khoản. Đến đây video thì nó cũng khá là dài rồi, và tất cả những cái thông tin Tôn Ngọc chia sẻ ở cái video này với cái mục đích, với cái mong muốn rằng mình có thể là trao đổi học hỏi với những anh chị đang xem video đây. Và trong quá trình chia sẻ nếu mà có gì còn thiếu sót thì mong anh chị và các bạn lượng thứ bỏ qua. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay, là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ Team Gulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.